cho nó, cho đi chặt cây làm thịt lợn.
cái đoạn này hả cháu? Cháu làm cái đoạn đấy. Hai cái cổng dê bác làm chỗ nào được bên kia được. Ừ, làm đây cũng được. Cháu làm cái chuồng lợn, cái chuồng gà đấy. Chuồng lợn, cái chuồng gà đấy, chuồng dê. Nó đi đi hồ chặt nước nhá. Hồ chặt nước làm thế nào? Ừ. Còn... Còn không bác? Còn. Đủ bác, đâu rồi cho biết.